Xin chào quý cô chú anh chị, hiện tại em đang đứng ở ngay chỗ trường học trung học phổ thông Võ Văn Kiệt này quý cô chú anh chị ha, thuộc mặt tiền đường của đường Bình Đông, thuộc quận 8 nha quý cô chú anh chị. Trường này thì hiện tại đang là 629 đường Bình Đông nha quý cô chú anh chị. Đó, mặt tiền đường nè. Đó. Hướng này á, hướng này thì quý cô chú anh chị có thể ra được quận 5 nè, qua quận 5 ngay chỗ Châu Văn Ly quý cô chú anh chị ha. Đó. Giờ em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị một căn nhà nằm ở chợ đường Hoài Thanh nha, thuộc quận 8. Còn hướng này, hướng ngược lại này thì quý cô chú anh chị ra các quận trung tâm nè, rất là gần luôn. Giờ em sẽ đi vào bên trong ngôi nhà đó cho quý cô chú anh chị xem nha. Nhà thì diện tích là ngang là 2m82 và chiều dài của nó là 9m nha quý cô chú anh chị ha. Nhà thì được thiết kế là một trệt một lầu và diện tích tổng của nó là 21,9 và diện tích xây dựng là cũng là 21,9 luôn. Đó, giờ em sẽ chạy vô cho quý chú chị xem nha. Đó, hiện tại là em đang tới cái cầu kênh ngang số 1 nè quý chú chị. Mình qua cái cầu này là mình sẽ rẽ trái thì là mình sẽ gặp cái đường Ngô Sĩ Liên, đi đến cuối đường thì rẽ phải là gặp đường Hoài Thanh nha quý chú chị. Và tí nữa em sẽ giới thiệu cái đường thông ra ngoài luôn cho quý chú chị xem, từ nhà mà thông ra mặt tiền Bình Đông mình luôn quý cô chú anh chị nha. Đó, lượng xe rất là đông. Đường Hoài Thanh thì có chợ đó luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, giờ em sẽ dắt quý cô chú anh chị vô xem nè. Mình tới hẻm 100 nha quý cô chú anh chị ha, 100H là mình cứ quẹo vô là mình chạy là mình sẽ gặp số 99G15. Số 99G15 quý chú chị nha. Nói chung là nhà của mình đi ra cái quận trung tâm rất là gần luôn quý chú chị. Chẳng hạn như mình chỉ cần qua cái cầu ngay chỗ Châu Văn Liêm á, mình sẽ qua cái cầu là mình qua được cầu quận 5 nè, và mình đi lên thì mình gặp sẽ quận 3 hoặc quận 1. Đó, hoặc mình có thể ra Võ Văn Kiệt để mình ra quận 7. Nói chung là rất là gần luôn. Nhà phải nói là gần trung tâm lắm. Giá bán là 1 tỷ 9, giá này vẫn còn thương lượng nha quý cô chú chị ha. Giá này vẫn còn thương lượng. Ngang là 2m82 và chiều dài là 9m. Thì em mời quý cô chú chị vô tham quan ngôi nhà này nha, cùng em. Và em sẽ quay bên trong ngôi nhà này cho quý cô chú chị xem. Đó, hiện tại là em đang tới số 40 rồi nè. Số 40 Hoài Thanh rồi. Đó, sắp tới số 100G rồi, 100H nha quý cô chú chị. 100H Hoài Thanh là quý cô chú anh chị sẽ rẽ phải vô nha. Khu này là khu chợ luôn nha quý cô chú chị. Nói chung là rất là tiện lợi, mua bán cũng xà mốt lắm. Đường vào nhà thì tuy là hơi nhỏ nhưng mà đường thông ra thì nó cũng tương đối nha quý cô chú chị. Nói chung là xe máy thì được thôi, chứ hai xe máy né nhau được, chứ xe hơi thì không có được. Rồi đây hẻm nè, hẻm 100 nè, trong Hoài Thanh nè, mình quẹo vô cái hẻm này nè. Đó, mình đi vô trong. Tí nữa em sẽ dẫn quý cô chú anh chị đi đi từ nhà mà để thông ra được đường Bình Đông luôn. Đó, mình chạy vô đây là mình gặp nè. Chạy tí nữa tới là quý cô chú anh chị ơi. Đó, đây tới là quý cô chú anh chị. À, khúc này, em xin lỗi. Bây giờ em sẽ đi thẳng ra ngoài đường mặt tiền đường của Bình Đông cho quý cô chú chị xem luôn nha. Rồi mình đi vậy nè, mình đi tí rồi mình sẽ ra tới quý cô chú chị nha. Ở đây sẽ có cái trường học tiểu học ở đây nữa. Bên tay phải em sẽ có một cái trường tiểu học ở đây nè. Đó, trường tiểu học là Hồng Đức nè quý cô chú chị. Đó, trường tiểu học Hồng Đức nè. Giờ mình sẽ đi thẳng ra luôn. Đó, mình sẽ gặp cái chợ này nữa nè. Nói chung là nhà thì hẻm thông nha quý cô chú chị, cứ yên tâm nha.
Ở nhà hẻm không? Đó, giờ dạ, mình đi ra tới đây là mình ra tới mặt tiền của Bình Đông nha quý chú chị. Thì quý chú anh chị xem chuẩn bị xem em quay bên trong của ngôi nhà nha, và cùng quay chiêm ngưỡng cái mặt tiền của ngôi nhà và bên trong ngôi nhà nha quý chú chị ha. À, em cảm ơn quý chú chị. Hồi nãy em cũng đã giới thiệu đường đi vào nhà cho quý cô chú chị xem, rồi giờ em sẽ giới thiệu mặt tiền ngôi nhà nha. Đó, một trệt một lầu. Nhà có hai lớp cửa. Một lớp cửa kéo nào quý cô chú chị ha. Đó, một lớp cửa kéo và một lớp cửa kính nè, bên trong nè. Đó. Cái này là cái khoảng phòng khách nè. Đó, gạch cũng được ốp nè. Đó. Bên này là khu bên này cầu thang của chú chị nha. À, và không gian trong đây là bếp nè. Không gian này không gian bếp. Và toilet của mình là nằm ở bên này. Đó, đây là không gian toilet nè. Đó, trần đóng la phong đồ đầy đủ hết nha. Đó. Đó, này là hướng để ra nè, ngang là 2m82, dài 9m nha quý cô chú chị. Đó, nhà cũng được gia chủ thiết kế nè, có quạt trần nè. Và mình cùng mời quý cô chú anh chị lên tham quan trên cái lầu nha. Lầu này đúc giả quý cô chú anh chị nha. Đúc giả. À, phía này là sẽ ra nè, ra một phòng bên này nè. Bên này sẽ ra không gian của phòng nè. Này vì mình mua về mình sửa chữa lại, mình sơn phết lại một tí với lại mình lót lại thì nó sẽ hay hơn nha. Giá này cũng mềm lắm nha, 1.9 tỷ, giá này còn thương lượng của chú chị nha. Đó. 1.9 tỷ, giá này còn thương lượng. Đó. Và đây là không gian của cầu thang nè, cầu thang mình đi lên mình sẽ đụng đây, mình để qua đây. Và đây là sẽ có phòng của chú chị ha. Đó. Đã được rồi. Tắt trần hết rồi. Đó. Và mình có cái ban công ở phía trước này. Đó, nhà này chủ để lâu lắm rồi, giờ cái bán của quý anh chị. Đó, chủ ở mà để lâu lắm rồi, chủ mua nhà mới để lâu rồi, cần cái bán gấp. Giá này là 1.9 tỷ, giá này vẫn còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Sổ hồng riêng nha quý anh chị, nhà sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Thì quý chú anh chị mà có yêu mến hoặc thích căn nhà này có thể liên hệ em để sở hữu ngay căn nhà này. Giá 1.9 tỷ, giá này còn thương lượng. À, và quý chú anh chị nhớ đăng ký kênh để xem được nhiều video mới do em quay nha. Cảm ơn quý chú anh chị rất nhiều.